Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Enlin Game. Thì để tham gia game này các bạn cần click vào link mô tả dưới video và làm tắt bot. Rồi các bạn lướt cấp trang các bạn nhấn vào đây nè. Mình thấy cấp trang này khó lắm các bạn. Rồi vào đây các bạn nhấp tôi không phải là cái máy này các bạn. Vui lòng nhấp vào hình ảnh có chứa một chiếc xe đạp. Một rồi hai rồi bạn muốn kiểm tra nha các bạn, nội đi xe đạp nữa nè, nội này nè, rồi dư lượng nhập vào nên xe đạp rồi bạn bấm vào submit nha các bạn, rồi các bạn mới đáp lên nè, các bạn bấm nút chat, rồi các bạn bấm zone now, rồi mình sẽ nhận được 30 token có cái hiệu là NR nè các bạn, rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join những group nè. Rồi các bạn mới đáp lên. Tiếp tục cho anh tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn mới đáp lên. Tiếp tục follow Twitter nữa. Trên Twitter nó thì bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên. Rồi vào đây like và review cho Binbot nữa. Bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn cho Twitter đi bạn. Các bạn bấm bình luận một câu đi, root hay drop đi. Rồi, các bạn tweet lên nè. Rồi, sau đó bạn mới đáp lên. Bạn bấm vào submit nè các bạn. Đâu rồi? Submit link, tweet link. Thì rồi, các bạn mở Twitter của các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhập vào Anamata, nhập vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhớ chi tan dài người bạn cũng được, không tan dài người bạn cũng được các bạn. Mình đã rồi, các bạn sẽ chép liên kết này, gọi lại cho bot này. Nó không yêu cầu tan thì mình khỏi tan. Rồi tiếp tục con gà địa chỉ với bên bi sẽ match trên bet 20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn này. You wish the bot submit you with trên đúng không? Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram nè các bạn, thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn đánh coi ui nè, username là ui đi ta, submit Telegram ID. Lưu ý các bạn, nó kêu gỡ ui đi Telegram mình, thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè các bạn vào setting, các bạn copy cái ui đi này nè các bạn, chọn copy nè, phải không ta, vào setting nè, copy lại rồi gửi cho bot nè, chứ không phải là username đâu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào setting để cập nhật tài khoản của mình nè. Rồi mình đã nhận được 30 token N nè các bạn, gì thân giáp chia sẻ bè thân kiếm token các bạn, vậy mình chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo tới mình nhé.